Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư mới quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân. Hàng hóa nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân được quy định cụ thể trong thông tư mới của Bộ Công Thương. Đối với cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm trong khu kinh tế cửa khẩu, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảng hàng hóa với nước ngoài. Đối với cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu thì chỉ cho phép nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất trong nước theo danh mục hàng hóa được quy định tại thông tư này. Bên cạnh đó, thông tư cũng nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân, đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh phương án điều tiết hàng hóa khi xảy ra hiện tượng ùn tắc tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc buôn lậu, nhân lận thương mại trên địa bàn tỉnh.